Rồi các bạn, một con máy cày không phải đẹp mà là siêu đẹp luôn các bạn, quá đẹp luôn. Mới về chưa rửa chưa gì luôn mà nó mới, con này mới 90% các bạn, một cầu thôi, giá cực rẻ luôn. Rồi tắt máy. Có điện không? Có bình không? Có. Cái này là cái gì đây? Cò. Siêu rẻ luôn các bạn. Đâu, siêu đẹp luôn. Con này là 2TR, là hai động cơ ha. 20A, 20 ngựa, 2004 là tua. 1 lít 145. Là cái đó đây, cái nòng cái đó nó tính xi lanh á. Con này nói chung là nó mới là 90%. Cái này chắc nó mua về nó không xài quá. Đây. Rồi, bình zin luôn hả? Bình zin luôn. Zin của Đồng Nai đây, mâm nè. Nước sơn zin nè, đó bình zin luôn ha. Bình zin Đồng Nai nè anh em. Rồi. Đây. Kết nước kết đồ nè, máy này. Đó, ấy đừng tầm bậy. Mới nổ xong đừng chà, đừng mở. Rồi cái này tháo ra nha. Cái mà cái này rút ra này bị kẹt rồi nè. Kéo kéo rút bê lên. Đúng rồi. Kéo rút bê á, kéo rút bê á, cầm tay kéo rút bê, đúng rồi, kéo rút bê lên. Cái nắp đó là phải bỏ luôn, phải mua thay nắp mới. Không xài được, nó bung, nó thổi ron á. Nếu để xài là thổi ron á. Rồi. Mới về luôn. Ủa sao nhớt gì dữ vậy ta? Dạ, dầu đổ chảy xuống. Dầu nó đổ vô. Đó, mới vừa mang về chưa rửa luôn để quay cho các bạn xem. Còn dầu không? Dầu rin theo xe luôn hả? Ừ. Dầu rin mà nhiều dữ vậy ta? Ít chứ nhiều vậy? 8 lít. 8 lít rưỡi. Khoảng 8 lít rưỡi. Đó, con này đẹp lắm đó nha. Ồ, chà, có cái vẻ không cho mượn lâu lâu sơ được không? Quá quá sức mới các bạn. Đây, bánh sau là bánh 95 924, không vỏ là chưa có gì hết, bị có răng nhẹ nhẹ đây đó. Vỏ trước nè thì bao xài luôn, bao chê. Rồi cái này đồng hồ 3 số, chạy mới có 624 giờ thôi. Rồi hộp đồ nghề nè, đó lau ra nè, đó lau thử cái nắp kia coi, cái nắp trên đó bông ngáo ngào ngào ha. Bô đồ rin hết luôn nha các bạn nha. Đây đèn xi nhan đồ đầy đủ nè, mấy tem rồi nè, mấy tem dè tem đồ đầy đủ hết nè. Bật qua coi xi nhan, bật qua anh kia coi, nó bị có nè. Bên kia chắc. Bên kia đứt bóng. Không. Đây. Đó, bình can đồ còn luôn. Đó, hàng bên Nhật nó về sao nè, dây kẽm dây đồ nè, vẫn còn nè. Đó, nó về sao các bạn thấy không, mới về chưa? Đó. Đó. Bạn nào mà mua con này về thôi. Xài khỏi chê luôn. Quá đẹp. Đây, capo nè, đèn nè, cặp đèn nè, thấy không, capo nè. Đó, nó dính ba cái đất này thôi. Đó, đất của máy bung lên. Rồi đâu ta? Đề. Rồi, của dân ma. Cái này giờ mình lên mình đề được không? Được. Có số chưa? Chưa thôi. Hả? Chưa. Chưa đúng không? Đề thử coi. Bật lên là đề thôi hả? Ủa? Bình. Bình không ăn điện. Nhả mát không à? Đó, đã chưa? Chà, máy nghe giọng hơi đã ha. Còn luôn. Còn luôn. Máy giọng hơi nghe đã ha. Đó, thấy không?
Rồi leo lên chạy thử vòng qua đường thăng. Biết chạy xe này không? Hả? À. Một bên ăn bên không. Đạp lại coi. A. À, gài hai thắng vô. Gài phải gài hai thắng vô chứ đạp nó mới ăn đôi chứ. Thắng còn thắng à. Nó ăn đấy các bạn, xe còn mới quá mà. Rồi ok. Bạn nào muốn mua thì cứ alo cho ông chủ nha. Rồi mến chào các bạn. Quá đẹp các bạn ạ. À. Xuất sắc á.